Xin được chào mừng quý bác sĩ tham dự buổi hội thảo trực tuyến do Chi hội xương Việt Nam kết hợp cùng Cano Medical tổ chức ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý bác sĩ đã dành thời gian trong ngày thứ bảy để tham dự cái chuỗi đào tạo trực tuyến này để khởi đầu chương trình đào tạo năm 2022. Cano rất hân hạnh phối hợp cùng Chi hội xương Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo với chuyên đề cập nhật những ứng dụng siêu âm trong bệnh lý gan và tuyến vú. Tham dự buổi hội thảo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía Chi hội xương Việt Nam và khách mời thịnh giảng. Về phía người điều hành, tôi xin giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội xương Việt Nam. Về phía giảng viên, tôi xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội xương Việt Nam, bác sĩ Lê Thanh Liêm, Trung tâm Y khoa Medic. Về phía đơn vị đồng tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Bùi Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh mạng siêu âm Canon công ty Deltek. Trong quá trình diễn ra hội thảo, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin kính mời quý bác sĩ đặt câu hỏi trong chat box của phòng Zoom hoặc phần bình luận của kênh YouTube và Facebook. Ban thư ký của chúng tôi sẽ tổng hợp câu hỏi và trả lời chung tới toàn thể quý vị ở phần hỏi đáp vào cuối chương trình. Và sau đây, để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội xương Việt Nam có đôi lời phát biểu và điều hành buổi hội thảo chẩn đoán bệnh lý gan bằng siêu âm thường quy kết hợp các ứng dụng nâng cao. Xin kính mời thầy ạ. Xin kính chào quý vị tham dự trong cái buổi họp chiều hôm nay. Xin kính chào phía ban tổ chức, xin kính chào hai giảng viên buổi chiều hôm nay. Lời đầu tiên tôi cho tôi thay mặt Chi hội xương Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với công ty Toshiba và nhà phân phối của công ty Toshiba, độc quyền của Toshiba tại Việt Nam về các cái sản phẩm của Toshiba đã đồng hành cùng với Chi hội siêu âm trong một số bài buổi về giảng dạy về siêu âm cho quý cho toàn thể các cái thành viên của Chi hội siêu âm Việt Nam. Thứ hai nữa, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai giảng viên chiều hôm nay, đó là tổng thư ký hội, đó là bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Quang Trọng và bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, là hai giảng viên gạo cội của Việt Nam trong thời điểm hiện nay và rất là chuyên sâu trong lĩnh vực siêu âm bụng. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn đến các cái quý vị đại quý vị tham dự trong cái buổi họp chiều hôm nay, và mong rằng Visum cùng luôn luôn đồng hành cùng với quý vị đồng nghiệp trên toàn mọi miền của Tổ quốc để cập nhật các cái thông tin cũng như ôn lại các cái kiến thức cơ bản về lĩnh vực siêu âm. Trong cái phần giới thiệu thì tôi cái phần kỹ thuật viên cô Vân quên giới thiệu một cái đơn vị nữa, đó là trong cái logo mọi người thấy nằm ở giữa, đó là cái biểu tượng của logo của COE, việc tắt là Center of Education của Quốc Phòng. Thì như tôi xin giới thiệu vài lời qua cái quốc tổ chức Quốc Phòng một tí. Quốc Phòng là việc tắt của cái World Federation of Ultrasound Medicine and Biology. Thì đây là một cái hiệp hội siêu âm trong lĩnh vực y học và sinh học. Thì cái hiệp hội này nó quy tụ của các cái hiệp hội thành viên các cái châu lục, gồm có hiệp hội siêu âm Mỹ, hiệp hội châu Mỹ, hiệp hội Bắc Mỹ, hiệp hội siêu âm Nam Mỹ, hiệp hội siêu âm châu Âu, hiệp hội siêu âm châu Á và hiệp hội siêu âm châu Úc và Đại Dương. Thì năm cái hiệp hội như vậy tạo thành một cái hiệp hội siêu âm thế giới, quốc lấy tên là Quốc Vương. Và năm xin giới thiệu lời về cái quốc phòng nợ liên quan đến Việt Nam thế nào. Thì Việt Nam đã năm 2019 đã đưa vào thành viên chính thức của cái Hiệp hội siêu âm châu Á, và sang năm 20, đầu năm 2020 thì Hiệp hội siêu âm thế giới được công nhận tài trợ cho Việt Nam một cái trung tâm gọi là COE, Center of Education. Thì cái Center of Education này đã lý thì sẽ hoạt động rất là mạnh trong 2020, 2021. Nhưng mà rất tiếc cái là trong 2 năm này thì là bị dịch bệnh, cho nên cái hoạt động của cái trung tâm này có phần hạn chế. Thì hôm nay xin ra mắt quý vị đại biểu cũng như là cả những người mà liên quan đến
thích thú với cái ngành siêu âm về cái trung tâm này, thì cái trung tâm này sẽ là cái nguồn nó thực tế thì cái kinh phí của Quốc Phòng họ tài trợ không có nhiều, họ chỉ chủ yếu là dùng cái tiền tài trợ đó để mà thuê lại các cái chuyên gia thế giới, các cái lĩnh vực khác nhau, các ngành nghề khác trong cái các cái lĩnh vực khác nhau của siêu âm đến Việt Nam để giảng dạy. Nhưng mà trong giai đoạn này thì hiện tại do dịch COVID thế nên các cái chuyên gia họ không đến được, nhưng thì buộc lòng thì các cái chuyên gia trong nước được nó đảm trách để mà duy trì cái hoạt động của cái trung tâm là COE này. Thì hy vọng sau cái hệ dịch bệnh thì cái COE này sẽ phát triển mạnh hơn, và xin cục tin thông báo là cái COE này ký kết với các cái trường viện, chẳng như trường viện Y Huế, trường viện Y Cần Thơ, trường viện Y Thái Nguyên. Thì sắp tới thì tham vọng của cái trung tâm COE này sẽ ký kết được các cái trường viện y khoa, các cái trường viện mà có liên quan đến lĩnh vực y học, thì sẽ qua cái trung tâm này sẽ Hiệp hội Siêu âm Thế giới họ sẽ cử các cái chuyên gia đến đi theo cái con đường của các cái của cái trung tâm này để truyền đạt những cái phổ biến, những cái kiến thức, những cái lĩnh vực trong liên quan đến lĩnh vực siêu âm. Xin lỗi hơi dông dài thì nhưng mà vì trên của logo có cái chỉ có logo của Quốc Phòng của CV. Cuối cùng tôi xin mong rằng buổi học hôm nay đem đến những cái kiến thức hữu ích cho quý vị đồng nghiệp trên khắp mọi miền của đất nước. Xin nhờ lại cho ban tổ chức.